Duy xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị ạ. Thì hôm nay bên Duy mới về chiếc Toyota Creta 2020 nha anh chị. Xe này là khách cũng của bên Duy luôn, mới lấy tháng trước thôi. Thì đi được một tháng thì khách Duy đã nâng đời lên, đổi qua CRV. Thì bên Duy lại về lại chiếc Creta 2020 này. Xe là màu đỏ mận và đã chạy được 26.000 km nha anh chị. Thì khách này đi cũng rất là nhiều, mới lấy xe thì lúc đó xe chạy 15.000 thôi. Một tháng thì xe này khách của Duy cũng đã chạy thêm 11.000 rồi. Hết đô hiện tại là 26.000. Mà chủ xe đi nhiều nhưng mà đi rất là kỹ nha anh chị. Phần sơn xi bên ngoài cũng không trầy xước gì cả. Nội thất cũng vậy. Xe này thì chỉ có hai vợ chồng để đi làm việc hàng ngày thôi. Đi xa, đi liên tỉnh nên số km lên nhiều. Đây Duy quay nội thất xe cho các anh chị cùng xem. Xe này nội thất cũng như lúc mới bên Duy mới bán cho khách này thôi. Nội thất cũng còn rất là đẹp luôn. Hàng của Toyota thì cũng rất là bền nên đi 2-3 vạn thì cũng chưa ảnh hưởng gì đến nhiều đến xe cả. Đây, ghế sau còn rất mới luôn. Xe thì cũng có dán phim và thêm ghế da rồi nha anh chị. Phần sơn xi bên ngoài cũng còn rất là đẹp. Xe này thì bên Duy cũng chưa có dọn rửa gì cả. Duy cho lên hình luôn để giới thiệu đến các anh chị. Chiếc Creta 7 chỗ, máy 1.5, đi rất là tiết kiệm xăng nha anh chị. Xe này là nhập khẩu Indonesia. Đây có bảng tiêu hao nhiên liệu, Duy sẽ quay cho các anh chị cùng xem. Nếu mà đi ngoài đường đô thị thì chưa đến 6 lít trăm cây nha anh chị, hỗn hợp thì 6,7 lít. Phần sơn xi bên ngoài rất là liền lạc, có lắp thêm bệ bước chân. Đây là bên ghế lái này. Phần da còn rất là đẹp luôn, vô lăng cũng vậy. Xe chạy 26.000 nha anh chị, gần 27.000 rồi. Còn đây là cần số xe đây. Mặt dưỡng thì cũng đã dán keo lại rồi, như lúc mới về. Có điều hòa tự động. Màn hình Android CoVac này thì chủ xe nói sẽ lấy lại nha anh chị, để lắp lại màn hình zin của xe. Tắp đi cửa xe đây, rất mới. Chiếc Creta 2020 nhập Indo và chạy 26.000 km này mới về bên Duy thôi. Thì bên Duy cũng đang chào bán với giá là 605 triệu đồng còn hơn lượng nha anh chị. Các anh chị quan tâm thì hãy liên hệ với Duy qua số điện thoại là 0908 779 773 thì Duy sẽ hỗ trợ tối đa cho các anh chị nha. Bên Duy bán xe là cam kết không làm xe lỗi nên các anh chị khi mà lấy xe bên Duy hoàn toàn yên tâm nha. Nếu mà sai cam kết thì bên Duy sẽ hoàn tiền 100%. Xe này thì biển số cũng rất là đẹp luôn nha anh chị, 616263. Nên các anh chị ở Bình Dương thì yêu thích biển số đẹp thì có thể liên hệ với Duy sớm để lấy xe nha anh chị. Duy xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video của Duy. Duy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau ạ.